Mình là Dung, mình là kỹ thuật viên đến từ công ty Arena Energy. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đến từ nhà Arena Energy, đó chính là Superbus IE48100. Superbus IE48100 là một bộ lưu trữ điện có công suất là 5.12 kWh. Nó được sản xuất bởi công ty Arena và được phân phối tại Việt Nam. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài thông số chính của bộ pin IE48100. IE48100 có công suất là 5.12 kWh và điện áp đầu ra của nó là 51.2V. Dòng xả liên tục của nó là lên đến 85A và dòng xả cao nhất là lên đến 95A. Chu kỳ vòng đời của nó là trên 4.500 chu kỳ sạc xả. Và bộ pin được sơn tĩnh điện, có thiết kế với 4 cực pin. 4 cực pin này được bảo vệ bằng một lớp cao su chuyên dụng. Tiếp theo chúng ta có thể thấy ở đây là các đèn thể hiện chỉ số LOC của bộ pin. Tiếp đến là các cổng giao tiếp giữa bộ pin và inverter. Nó có 3 cổng, đó là cổng RS485, cổng KEN và cổng RS232. Tiếp đến là hai cổng RS485 để giao tiếp giữa các bộ pin với nhau. Như đây, tại đây bọn mình đã kết nối sẵn với inverter GrowWatt SPH5000. Ngoài ra, bộ pin IE48100 có thể giao tiếp với các dòng inverter như Goodwill, Lexpower, Victron, Diode và một số hàng inverter khác nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn có quan tâm về sản phẩm IE48100 của công ty chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link ở bên dưới.